Theo đúng như cái tên gọi của nó là cái cây nanh heo, thì cái bộ phận lá của nó các bạn thì nó rất giống của nanh con heo rừng nha. Còn con heo mình nuôi thì không có nanh đâu. Cái clip mình làm đây là cái cây hoa nanh heo thì nó sẽ chưa có ra hoa các bạn, chỉ cái mới có nhiều những cái nụ hoa thôi. Còn đây nè, đây là cái nanh heo, đây là cái lá đó các bạn. Cái lá của cây nanh heo thì nó tròn nha, nó hình tròn các bạn, nó dài nha. Cây nanh heo thì nó thích hợp với những khí hậu khô các bạn. Cây này thì cái sức sống của nó rất là mãnh liệt nha. Các bạn có thể trồng ở những nơi khô cằn hoặc là những nơi có khí hậu mà có khắc nghiệt các bạn. Mình thấy cái lá của nó tròn nè. Còn đây là cái hoa mà mình làm clip lúc nó nở các bạn, là một cái cây nanh heo khác nha. Thì nhìn cơ bản thì các bạn có xem clip trước á, thì cái hoa của nó giống như cái hoa của cây lữ hổ các bạn. Do cây nanh heo và cây lữ hổ là nó cùng họ nha. Các bạn nhìn thấy là cái hoa nó là không có khác biệt nha các bạn. Hình như là nó giống 100%. Về hình thức thì nó chỉ khác ở cái lá thôi. Các bạn nhìn thấy cái lá nó rất là khác biệt với cây lữ hổ nha. Cái lá của cây nanh heo thì nó có thể là đạt đến khoảng 1 mét nha các bạn. Nó rất là dài nha. Thì nó cũng giống như cây lữ hổ, thì mình nhân giống cây này bằng cách là dăm bằng cây con hoặc là mình dăm bằng cây lá nha các bạn. Thì mình chỉ việc chặt lá nha, thì mình cắm xuống đất thì nó sẽ lên cây con thôi. Rất là đơn giản. Không có hiểu về cây nanh heo đó, cho nên người ta xin cây con về trồng các bạn. Thế nhưng mà thực tế nó rất là dễ trồng. Thì cây nanh heo nó cũng giống như những loại cây lữ hổ hoặc là cây phát tài thế. Thì nó sẽ có bông vào mùa xuân nữa các bạn. Cái hoa nanh heo thì thường nó sẽ khoảng một tuần lễ nó sẽ tàn nha. Ở trên cái nhánh hoa nó là có rất là nhiều hoa nha, nhưng mà nó không đồng loạt nở một lượt, nó nở xen kẽ với nhau nha. Cái hoa của cây nanh heo này rất là lớn nha các bạn. Mình quay từ cái gốc cho đến cái ngọn đó nha, là chiều cao của cái hoa này là trên 1 mét luôn nha các bạn. Còn riêng cái lá thì nó sẽ không có vươn lên cao mà nó sẽ mọc ra hai bên. Cái bông hoa có cái màu trắng rất là đẹp nha. Hoa này thì nó cũng nhìn nó cũng cái kết cấu nó rất là đơn giản thôi. Không có gì đặc biệt, chỉ có một màu trắng thôi.